Luật sư Ngọc đáp trả lời tố của luật sư Kha và nữ YouTuber của tội. Thưa quý vị, câu chuyện hai bông hậu vừa lắng xuống, mâu thuẫn anh em trong gia đình của Hồng Loan cũng vừa được master giảng hòa, thì hôm nay một sóng gió mới trong chính nội bộ Việt Thương mà đến lại trỗi dậy. Cụ thể là mâu thuẫn giữa luật sư đảm nhận phần dân sự cho Hồng Loan, luật sư Ngọc, và luật sư lo phần hình sự cho Hồng Loan là luật sư Kha. Ngày đầu tiên của cuối tháng cuối năm, luật sư Ngọc đã có bài chia sẻ về câu chuyện pháp lý của Hồng Loan, làm rõ mọi thắc mắc của cộng đồng mạng về quá trình giải quyết vụ án. Đây không phải là lần đầu tiên nữ luật sư này chia sẻ về câu chuyện của Hồng Loan. Mỗi bài viết của luật sư Ngọc đều trở thành chất liệu để các YouTuber phân tích, giúp cộng đồng mạng hiểu thêm về câu chuyện pháp lý trong gia tộc nhà họ Võ. Tuy nhiên, bài viết lần này của luật sư Ngọc đã gây sóng gió cho chính luật sư, khi trong bài viết đã đề cập đến luật sư Kha, người đang hỗ trợ miễn phí cho Hồng Loan trong vụ án hình sự. Sau bài viết của luật sư Ngọc, kênh YouTube TVN, người đã kết nối luật sư Kha với Hồng Loan, đã vô cùng tức giận, dù YouTuber cũ tỏi này chỉ đóng vai trò là người trung gian ngoài cuộc, cũng từng nhiều lần khuyên can mọi người nên tiết chế cảm xúc, nên biết chia sẻ thông tin nào là có lợi cho Hồng Loan. Nhưng chiều ngày 1 tháng 12, nữ YouTuber này đã đi ngược lại với lời nói của mình khi chính cô đã đưa luật sư Kha lên mạng xã hội để điểm mặt luật sư Ngọc và cả Hồng Loan, khiến cộng đồng mạng được một phen xem đấu tố, lời qua tiếng lại giữa hai luật sư. Fan của Hồng Loan thì vô cùng lo lắng, còn kênh thì vô cùng hả dạ. Vào sáng ngày 2 tháng 12, luật sư Ngọc đã có bài chia sẻ sau khi bị đồng nghiệp và YouTuber cũ tỏi đưa lên thớt. Bỗng dưng sao lại vậy? Tối qua do mệt, mấy ngày đi xa liên tục nên luật sư ngủ sớm. Sáng thức dậy mở điện thoại lên, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, nhiều tin nhắn động viên của mọi người. Thương, nhưng luật sư thật sự không biết lý do tại sao lại như vậy. Luật sư sẽ không đối đáp lại đâu, thời gian sẽ trả lời bởi sự giờ. 1. Những gì tôi chia sẻ đơn giản là làm rõ những thắc mắc cho quá nhiều người quan tâm câu chuyện của Loan. Tôi không muốn mâu thuẫn với ai, không mục đích công kích ai. Cần gì thì tôi nói thẳng vấn đề, chứ không nói bỗng nói gió. Và đặc biệt, tôi chỉ nói khi không muốn sự tranh cãi của những người vì quan tâm yêu thương. 2. Tôi không mâu thuẫn với anh luật sư Kha, vì ban đầu chính tôi là người đã chấp nhận lời đề nghị của anh để giúp đỡ Hồng Loan, và tôi đã thuyết phục Loan, Ni, nên đừng tự gán cho tôi mâu thuẫn với anh Kha, vì bản chất không phải vậy. 3. Tôi không cản trở anh Kha làm việc, vì cũng không có bất kỳ lý do gì để tôi làm vậy. Nếu anh cần tài liệu liên quan phục vụ cho việc anh đang làm, thì tôi không có lý do gì từ chối. Trong khi anh Kha đã hứa với Loan, Ni rằng, ngày 25 tháng 12 năm 2023, trước Noel, anh sẽ có kết quả công việc tốt đẹp. 4. Chiều hôm qua khi về nhà Loan làm việc của chúng tôi, sau khi trao đổi xong công việc, tôi, anh Ân có hỏi chuyện về việc bên công an điều tra. Ni còn nói anh Kha đang quyết liệt triển khai, nghe chắc ngày 25 tháng 12 có kết quả á anh chị. Nghe vậy nên chúng tôi cũng vui vì anh hoàn thành tốt công việc mà. Tôi còn đề nghị tôi sẽ mời cơm anh Kha vào một ngày cuối tuần, nhưng nhờ Loan hay Ni lên tiếng mời anh trước để anh chốt lịch phù hợp, rồi tôi sẽ alo và nhắn anh. Và bỗng dưng sau một đêm, giữa chúng tôi và anh luật sư Kha mâu thuẫn. Sáng nhận nhiều tin nhắn, tôi lờ mờ biết cho anh Kha có live stream, tôi chưa hiểu chuyện gì, nhưng chắc chắn tôi sẽ gặp anh Kha làm rõ việc này, vì bản chất là tôi hoàn toàn không có bất kỳ một suy nghĩ nào mâu thuẫn với anh Kha. Mong cô chú bác anh chị yên tâm và vẫn thương, hiểu cho Hồng Loan và Loan xứng đáng được như vậy. Em ấy có quá nhiều thứ phải lo toan rồi. Sự trưởng thành của một người khéo léo, biết làm vừa lòng người khác, không phụ thuộc vào tuổi tác, Loan chất phác thật thà mới là điều đáng quý. Xin mọi người yên tâm, đừng sợ luật sư Ngọc bị tấn công, sẽ tổn thương, bởi tôi sẽ không có thời gian xem, đọc, nghe những gì về cá nhân tôi, nên tôi chắc chắn tôi không tiếp cận những thông tin đó. Tôi chỉ quan tâm những việc liên quan đến câu chuyện pháp lý của Hồng Loan, và việc này thì tâm quan chúng tôi có đội ngũ các bạn nhỏ phụ giúp làm điều này, để khi thấy thông tin không tích cực thì chúng tôi mới lên tiếng.